đập tan ngay cơn khát và đã khát cùng Sprite. Sprite đập tan cơn khát. Chúng tôi đang thử nghiệm liệu một nguồn combo có thể đánh bại các bánh bẩn có da, ngay cả bánh bẩn cứng đâu. Các bé, bánh bẩn nào? Liệu một nguồn combo có chiến thắng được chỉ một, hai mà để lắm một quốc gia khác còn lại? Còn lại thế này còn nguồn càng khó chặt hơn. Ta thấy bánh bẩn rồi. Ô mô mới, ta đang bánh bẩn cứng đâu thì với một nguồn. Bình Coca-Cola vui nhất mình công nghệ kết nối. Sáng hải cúng mỗi ngày một bộ sinh tư quyết Vinaphone và Samsung Galaxy S4 điều phút đổi nổi và ngoại mạng sạc khóa suốt hè kết nối thả ga. Còn phải tinh dầu thơm tinh tế mới với tinh dầu thơm 100% đưa bạn vào một thế giới hương thơm nâng niu xúc cảm. Còn phải xúc cảm. Mình không bị dưỡng tóc được vì chỉ còn 48 tiếng mới chuẩn bị khai trương quán. Nhưng tóc mình vẫn mượt nhờ Rejoice siêu mượt. Ngay cả đến 48 giờ sau, tóc mình vẫn mượt mà. Sao Phương có thời gian đi dưỡng tóc với ta? Mình chỉ dùng Rejoice thôi. Chị dùng đi mà. Dạ, dạ toilet và bột giặt là sạch rồi. Mình thử xem nhé. Có rất nhiều vi khuẩn ở đây. Giờ hãy dùng đi năng lượng xanh mới. Đã sạch hết vi khuẩn. Sạch đến mức mình có thể chạm tay vào chứ. Tự tin chị mà. Diệt sạch vi khuẩn gây bệnh. Mới kêu lại. Tuy ngon. Là phải chậm. Ăn ăn mấy mèo. Và sánh. Đây, đừng có đặt trong một gói cà phê vi uống liền. Để giữ nguyên hương vị tươi ngon cho bạn. Dạ, con mời bố. Cà phê vi uống liền. Có ngon không? Uống rất được bố ạ. À. Đúng là tuyệt chiêu. Cầm thịt viên uống liền, giá dùng thưởng chỉ 2.000 đồng. Khi biết rằng tôi sẽ là người đại diện của fan team, tôi đã rất háo hức, nhưng cũng cực kỳ lo lắng. Vì thời gian đó, tôi bị sơ, khô và trẻ gọn, nhưng tôi đã tin dùng fan team. Fan team với công thức giàu pro vitamin, giúp tóc ngăn ngừa 10 giây hư trộn, cho tóc khỏe và sáng mượt hơn. Ngày trọng đại ư, hãy tin dùng fan team, bạn sẽ tỏa sáng. Em tin cải thiện 10 dấu hiệu hương tổ. Chủ đề thức ăn có sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ không có sức khỏe. Mẹ chọn tặng cho con má để chúng ta lợi đang có tiếp tốt cho hệ tiêu hóa cùng với ăn và những chất dinh dưỡng. Các thức ăn con má để tạo thu nhập không lớn. Các thức ăn con má mời cho bé từ 2 đến 6 tuổi này. Chúng tôi đưa ôm bộ bản tích qua một nghìn lịch bẩn khắc nghiệp. Chỉ cần một gắt ôm bộ bản tích nó bị nè, đang làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Chăm chỉ ghê chưa? Dạ. Tao chọn làm gì vậy? Làm như có khách tới ở vậy? Lúc khách của con đừng cho đến nghỉ lại. Tên người đó làm nu anh. Cô nu anh? Dạ. Sao tôi chưa nghe qua bao giờ vậy? Cô ta từng tới đây chưa? Chuyện đó tôi cũng không biết nữa. Bởi vì tôi không có nhìn rõ mặt cổ. Tại sao lại không nhìn rõ mặt được? Đây, cô đi từ từ thôi. Từ từ thôi nha.